đại diện của bóng chuyền Thái Lan. Ngày hôm nay thì bóng Contrast ra sân với số 1 Maliwan, số 5 Pejmis, số 11 đó là Postpun, số 14 Rashimi, số 18 Nguyễn Thị Ngọc Hòa và cầu thủ mặc áo số 20 đó là Vilawan. Trong khi đó thì đối thủ của Bangkok Glass trong trận đấu này, đội bóng Chiết Giang Trung Quốc ra sân gồm có số 4 Wang Ha, số 8 Li Jin, số 5 Li Jiang, số 11 Wei Yanyan, số 12 Yang Yu và cầu thủ mang áo số 15 đó là Wang Huimin. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Chiết Giang Trung Quốc sẽ thi đấu với bộ trang phục áo xanh. Tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 thì đại diện tới từ Trung Quốc Chiết Giang là đội bóng đã có được vị trí nhất bảng B với 4 trận toàn thắng. Chiết Giang Trung Quốc đã dẫn đầu bảng đấu, có sự có mặt của những nhà đương kim vô địch Hitachi Spring, câu lạc bộ tới từ Nhật Bản. Như vậy là set đầu tiên trong trận đấu bán kết 1 giữa hai câu lạc bộ Bangkok Glass và Chiết Giang Trung Quốc đã được bắt đầu. Điểm số đầu tiên được dành cho đại diện tới từ Thái Lan. Một tình huống ghi điểm rất tốt của các cầu thủ Bangkok Glass. Nếu như Chiết Giang Trung Quốc có được vị trí nhất bảng B sau khi kết thúc vòng đấu bảng thì câu lạc bộ Bangkok Glass đã kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ hai. Đó có thể coi là một bất ngờ khi mà Bangkok Glass được đánh giá mạnh rất nhiều với đối thủ trong bảng. Một tình huống chắn bóng thành công của đại diện tới từ Thái Lan. Điểm số thứ hai dành cho Bangkok Glass. Pha đập bóng của số 8 bên phía Chiết Giang Trung Quốc là không tốt và hàng chắn của Bangkok Glass đã theo rất sát. Liên tiếp là những tình huống tấn công và phòng ngự của cả hai đội bóng. Và đội bóng đã mắc sai lầm ở trong tình huống vừa rồi, đó là đội bộ Chiết Giang Trung Quốc. Vẫn là một tình huống đập bóng không tốt của số 8 Li Jing. Tình huống đập bóng vừa rồi của Li Jing ở vị trí số 4. Lần này thì Li Jing đã ghi điểm cho Chiết Giang Trung Quốc. Điểm số đầu tiên của đại diện tới từ Trung Quốc. Sau 3 tình huống đập bóng liên tiếp thì Li Jing mới mang về điểm số cho Chiết Giang. Bóng ngoài sân. Điểm số thứ hai dành cho câu lạc bộ Chiết Giang Trung Quốc. Pha đập bóng đi ra ngoài vừa rồi là của Vinavan. Tuy nhiên bóng vẫn còn trong cuộc. Đã có điểm số dành cho câu lạc bộ Chiết Giang. Một tình huống đập bóng ở ngay vị trí số 1. Và đập bóng chính diện và hàng sau của Bangkok Glass đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Yang Yu. Trước đó thì Bangkok Glass đã có những tình huống tấn công khá hay. Bóng ngoài sân, điểm dành cho Bangkok Glass. Sẽ là tình huống phát bóng dành cho đại diện tới từ Thái Lan.
Như vậy là trọng tài xác định vừa rồi lỗi thuộc về câu lạc bộ Bangkok Glass. Tỷ số của set đấu đầu tiên lúc này đang là 4-4. Phát bóng dành cho Chiết Giang Trung Quốc. Rất tốt. Tình huống ghi điểm ở vị trí số 4. Không có cơ hội dành cho hàng thủ của câu lạc bộ Chiết Giang. Chắn bóng tốt. 6-4 cho Bangkok Glass. Có thể thấy là hàng chắn của đại diện tới từ Thái Lan đã theo rất sát với tay đập mang áo số 8 Lee Jing của Chiết Giang. Những tình huống đập bóng ở vị trí số 4 của Lee Jing thường xuyên bị các tay chắn bên phía Bangkok Glass hóa giải một cách thành công. Rất tuyệt vời. Và đó là tình huống ghi điểm của Ngọc Hoa. Điểm số thứ 7 dành cho Bangkok Glass. Ngọc Hoa lúc này đang khoác áo Bangkok Glass. Và đây là mùa giải đầu tiên mà Ngọc Hoa thi đấu trong áo của Bangkok Glass. Tuy nhiên có thể thấy là vận động viên tới từ Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với các đồng đội. Cùng với các đồng đội thì Ngọc Hoa đã giành chức vô địch tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Và chức vô địch đó đã giúp cho Bangkok Glass góp mặt tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Vẫn là những tình huống theo chắn rất tốt của Bangkok Glass. Thêm một điểm số nữa dành cho đại diện tới từ Thái Lan. 8-5. Phả hợp rất hay. Và đó là tình huống ghi điểm của Rashmi. Hai đội bước vào thời gian hội ý kỹ thuật. Xét đấu đầu tiên của trận bán kết 1 giải bóng chuyền cấp câu lạc bộ châu Á 2015. Cuối đầu giữa Bangkok Glass tới từ Thái Lan và Chiết Giang tới từ Trung Quốc đã diễn ra với ưu thế đang nghiêng về phía Bangkok Glass. Đội bóng tới từ Thái Lan đã nhập cuộc một cách rất tốt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một sự chủ động tới từ Bangkok Glass. Chiết Giang đã có được vị trí số 1 tại bảng B. Và họ thậm chí còn đánh bại những nhà đương kim vô địch Hyosan Soo Spring. Trong khi đó thì Bangkok Glass kết thúc vòng đấu bảng ở bảng A với vị trí thứ 2. Đó là một bất ngờ. Tuy nhiên dường như việc xếp ở vị trí thứ 2 ở bảng A sau khi kết thúc vòng đấu bảng là một sự tính toán có chủ định của đội này. Rất tốt. Lại một là tình huống theo chắn chính xác nữa của Bangkok Glass. Vẫn là một pha hóa giải tình huống tấn công ở vị trí số 4. Tình huống đập bóng không thành công vừa rồi là của Wang Huy Min. Vẫn còn. Lần này thì các cầu thủ Chiết Giang đã chắn bóng thành công và mang về điểm số thứ 6 trận đấu này. Sau thời gian hội ý kỹ thuật thì đại diện tới từ Trung Quốc đã có những sự thay đổi trong cách chơi bóng của mình. Rất tốt. Điểm số thứ 10 dành cho Bangkok Glass. Và đội bóng không thể cản phá. Có lẽ là Rashmi đã thực hiện tình huống đập bóng vừa rồi để ghi điểm cho Bangkok Glass. Sự thay đổi người của câu lạc bộ Chiết Giang. Số 2 Wang Yifan vào sân để thay cho Lee Jing. Điểm số dành cho Bangkok Glass.
Ba ghi điểm vừa rồi là của Mani Wan. Đội hình của Bangkok Glass tham dự giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm nay là một sự kết hợp giữa cựu binh và những vận động viên trẻ. Ba ghi điểm rất tốt vừa rồi là của đội trưởng Priya Smith, một gương mặt rất quen thuộc và là phụ công số 1 của bóng chuyền Thái Lan. Sau tình huống ghi điểm vừa rồi của Bangkok Glass thì Chiết Giang Trung Quốc đã phải xin hội ý. Có lẽ tâm lý của các cầu thủ Chiết Giang vào lúc này là không thực sự ổn định. Huấn luyện viên Ma Phuang đang phải có những sự nhắc nhở và điều chỉnh dành cho các trò của mình. Sau khi họ đã để cho Bangkok Glass dẫn với một điểm số khá xa. Trận đấu sẽ được trở lại với tình huống phát bóng dành cho Bangkok Glass và người thực hiện của phát bóng là Ngọc Hoa. Tình huống phòng thủ tốt của hàng sau. Sau những tình huống phòng ngự rất tốt thì Bangkok Glass đã có được điểm số thứ 13. Tình huống đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4. Và người ghi điểm ở trong tình huống vừa rồi có lẽ lại là Mani Wan. Trận đầu tiên đang có điểm số là 13-6 nghiêng về Bangkok Glass. Lần này thì pha phối hợp tấn công của cao thủ Bangkok Glass đã không thành công. Tình huống đã bị hàng chắn của Chiết Giang bắt bài. Điểm số lúc này đang là 73. Pha phát bóng rất không chính xác của các cầu thủ Chiết Giang. Cầu thủ đã thực hiện tình huống phát bóng vừa rồi đó là Kyu Yunan. Điểm số thứ 14 dành cho Bangkok Glass. Bóng tốt. 15-7 cho đại diện tới từ Thái Lan. Một tình huống đập bóng ở sau vạch 3m. Tuy nhiên trong tình huống tấn công vừa rồi của cầu thủ Chiết Giang thì pha đập bóng của Li Jing đã không thể vượt qua được đội trưởng bên phía Bangkok Glass. Chắn bóng không thành công. 8-15 dành cho cầu thủ Chiết Giang. Đó là một pha xử lý khá khôn ngoan của số 15 bên phía Chiết Giang, Wang Huimin. Trọng tài xác định bóng đã chạm cao thủ Chiết Giang trước khi ra ngoài sân. Điểm số dành cho Bangkok Glass. Điểm số thứ 16 dành cho đại diện tới từ Thái Lan. Và hai đội lại tiếp tục bước vào thời gian hội ý kỹ thuật. Bangkok Glass đã nhập cuộc một cách đầy tốc độ trong trận đấu bán kết ngày hôm nay. Trong khi đó thì Chiết Giang đang thực sự gặp những khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Ma Phuang đang cảm giác thi đấu không là chính mình. Họ đang có những sự lúng túng nhất định. Trong khi đó thì Bangkok Glass càng thi đấu càng cho thấy được sự tự tin. Đội bóng của huấn luyện viên Kittisak lúc này đang bỏ xa đối thủ tới 8 điểm. Huấn luyện viên Kittisak của Bangkok Glass cũng là người đã từng có quãng thời gian góp mặt và dẫn dắt đội bóng thi đấu tại giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Xét đấu đầu tiên của trận bán kết 1 đã trở lại. Không được. Tình huống đập bóng không thành công vừa rồi là của đội trưởng Peter Smith. Điểm số thứ 9 dành cho Chiết Giang. Phụ công Peter Smith
là một gương mặt phải nói là khá quen thuộc, người đã từng góp mặt trong đội hình của đội tuyển Thái Lan thi đấu ở rất nhiều những giải đấu trong nước và châu lục. Rất cố gắng để cứu bóng. Pha bỏ nhỏ hết sức thông minh. Ở trong tình huống vừa rồi thì số 12 của Chiết Giang đó là Giang Yu đã thực hiện một tình huống bỏ nhỏ ngay, chứ không thực hiện một pha chuyền hay. Và pha bóng đó đã tạo ra bất ngờ cho hàng chắn của Bangkok Glass. Bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. Điểm số thứ 17 dành cho Bangkok Glass. Sẽ là quả phát bóng của Peugeot. Bóng trong sân. Phá ghi điểm vừa rồi có lẽ là của Lee Jing. Bóng đã vượt qua hàng chắn của Bangkok Glass. Điểm số của trận đấu thứ nhất lúc này đang là 11-17. Phát bóng đi ra ngoài. Có rất nhiều những tình huống mà các cầu thủ Chiết Giang đã thực hiện những pha phát bóng hỏng, và điều này đã giúp cho Bangkok Glass có những điểm số rất dễ dàng ở trong trận đấu đầu tiên. Tâm lý của cầu thủ Chiết Giang lúc này thực sự là đang không ổn định. Pha ghi điểm là của Duy Trinh. Một tình huống phòng ngự không tốt của cao thủ Bangkok Glass. Đó là tình huống mà Duy Trinh đã đập bóng vào vị trí số 6. Chắn bóng tốt. Điểm số dành cho Chiết Giang. Thì số điểm ở trong set đấu thứ nhất lúc này đang là 13-18. Khoảng cách của hai đội bóng là 5 điểm. Cao thủ Chiết Giang sẽ có tình huống phát bóng, và người thực hiện quả phát bóng là Duy Trinh. Mạnh từ sau vạch 3m, đáng tiếc là bóng đã không đi qua lưới. Điểm số thứ 19 được dành cho Bangkok Glass. Bóng không thành công. Pha đập bóng hỏng vừa rồi là của Wang Yumin. Mà tình huống đã giúp cho Bangkok Glass có được điểm số thứ 20. Chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên lúc này chỉ còn cách Bangkok Glass có 5 điểm thôi. Đã có điểm số thứ 21 dành cho đại diện tới từ Thái Lan. Và ghi điểm có lẽ là của Hoa Hoa. 21-13. Set đấu đầu tiên của trận bán kết 1 đang diễn ra một cách khá nhanh chóng, với một ưu thế phải nói là tương đối vượt trội dành cho Bangkok Glass. Pha đập bóng không chính xác ở sau vạch 3m. Tình huống đập bóng vừa rồi là của Villavan. Villavan cũng là một gương mặt khá quen thuộc đối với những khán giả yêu thích môn bóng chuyền. Đây là một trong số những vận động viên xuất sắc của bóng chuyền Thái Lan vào thời điểm tại. Cơ hội dành cho Bangkok Glass. Đó là một pha dứt điểm nhanh của Ngọc Hoa. Và đã có điểm số thứ 22 dành cho Bangkok Glass. Một pha phối hợp ghi điểm ở vị trí số 1.
Thêm một cơ hội nữa. Rất chính xác. Bangkok Glass đã có được điểm số thứ 23. Những tình huống phối hợp rất tốt của đội bóng tới từ Thái Lan. Sau tình huống ghi điểm vừa rồi của Bangkok Glass thì huấn luyện viên Ma Phàng của Chiết Giang đã phải xin dừng trận đấu để hội ý lần thứ hai trong set đấu thứ nhất này. Và thấy là phản ứng không thực sự hài lòng của huấn luyện trưởng Ma Phàng đối với các học trò của mình. Hàng phòng ngự của Chiết Giang đã hoàn toàn mất tập trung ở trong những tình huống mà Bangkok Glass có những pha phối hợp ở tốc độ cao, những pha phối hợp nhanh trên lưới với những tình huống dứt điểm rất chính xác của Ngọc Hòa và đội trưởng Perry Smith. Trận đấu trở lại với tình huống phát bóng dành cho Bangkok Glass. Tỷ số ở trong set đấu nhất này đã là 23-14. Một bóng không thành công. Đã có những sự bất ổn trong tâm lý thi đấu của cầu thủ Chiết Giang. Điểm winner, xin lỗi các bạn, điểm giành chiến thắng trong trận đấu đang ở rất gần với Bangkok Glass. Có điểm số dành cho Bangkok Glass và set đấu thứ nhất của trận bán kết 1 giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 đã khép lại với phần thắng 25-14 dành cho Bangkok Glass. Và set đấu đã diễn ra với tốc độ khá cao và ưu thế đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đại diện tới từ Thái Lan, câu lạc bộ Bangkok từ Trung Quốc chưa rằng. Trận đấu thứ nhất đã khép lại với tỷ số là 25-14 với phần thắng dành cho Bangkok Glass. Và ở trong trận đấu thứ hai này thì Chiết Giang sẽ là bóng giành quyền phát bóng trước. Rất chính xác, đó là một pha phối hợp rất hiểu với nhau của cầu thủ Bangkok Glass. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Villavan. 1-0 dành cho Bangkok Glass ở trong set đấu thứ hai này. Và ghi điểm dành cho cầu thủ Chiết Giang. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Wang Xianfen. Điểm số ở trong set đấu thứ hai là 1-1. Đây là lần đầu tiên mà tổ chức một giải đấu quốc tế như giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Pha phát bóng không thành công của cầu thủ Chiết Giang. Điểm dành cho Bangkok Glass. Rất chính xác. Số điểm là 2-2. Một pha chuyền hài đánh lừa hàng chắn của các cầu thủ Chiết Giang Trung Quốc và phối hợp rất hay. Tình huống đội bóng rất mạnh và không có cơ hội dành cho các cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Chiết Giang. Đó lại là tình huống ghi điểm của Villavan. Và ghi điểm ở vị trí số 2 của Villavan. Chắn bóng ra ngoài. Chính xác thì đó là một tình huống phòng ngự không thành công của các cầu thủ Bangkok Glass. Với số điểm ở trong set đấu thứ hai này đang là 3-3. Đó là một tình huống phòng ngự ở hàng sau của Villavan. Tuy nhiên tình huống đập bóng của cầu thủ Chiết Giang là rất mạnh. Đẹp lên.
tốt. Tỷ số điểm là 4-3 dành cho Cao Thủ Chiết Giang. Đầu tiên trong trận đấu hôm nay, Chiết Giang vừa lên dẫn trước Bangkok Plus. Bóng vừa rồi thì libero của Bangkok Plus đã rất cố gắng để cứu bóng nhưng không thể thành công. Đó là một pha xử lý khá hay của cao thủ tối ưu Thái Lan. Chắn bóng tốt. 5-3 dành cho Chiết Giang Trung Quốc. Có vẻ như đại diện tới từ Trung Quốc đã lấy lại được tinh thần. Pha đập bóng không thành công vừa rồi là của Maliwan. Đập bóng ra ngoài. Điểm số thứ 6 dành cho Chiết Giang ở trong set đấu thứ hai. Pha xử lý không thành công vừa rồi có lẽ là của Ngọc Hoa. Rất cố gắng để cứu bóng. Điểm số thứ 7 dành cho đại diện tới từ Trung Quốc. Câu lạc bộ Chiết Giang đã liên tục đi tới 5 điểm ở trong những tình huống vừa rồi. Đang dẫn trước Bangkok Glass với khoảng cách là 4 điểm. Một tình huống đánh bóng không thành công nữa của cao thủ Bangkok Glass. Đó là tình huống dứt điểm của Maliwan. Hai đội bước vào thời gian hội ý kỹ thuật ở trong set đấu thứ hai. Có vẻ như quãng thời gian nghỉ giữa hiệp đấu đã giúp cho Chiết Giang Trung Quốc lấy lại được tinh thần. Cao trò của huấn luyện viên Ma Phang đã nhập cuộc tốt hơn ở trong set đấu thứ hai. Và lúc này họ đang dẫn trước Bangkok Glass với tỷ số điểm là 8-3. Chiết Giang Trung Quốc là một trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 cùng với câu lạc bộ Hisa Mitsu Spring của Nhật Bản. Trong khi đó thì Bangkok Glass là một trong số những đội bóng được đánh giá là đối thủ tiềm tàng ẩn chứa nhiều bất ngờ ở giải đấu này. Và thực sự thì sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên trong trận đấu bán kết 1, Bangkok Glass đã tạo ra bất ngờ không hề nhỏ đối với Chiết Giang. Tuy nhiên ở trong trận đấu thứ hai này thì mọi thứ có vẻ như trở lại với trật tự. Điểm số thứ 9 dành cho Chiết Giang. Bóng đã vượt qua hàng chắn và đập bóng rất tốt của đại diện tới từ Trung Quốc. Di Trinh sẽ là người thực hiện quả phát bóng cho Chiết Giang. Bóng đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m. Đó là một pha vượt không hiểu ý nào của cao thủ Bangkok Glass. Điểm số thứ 10 dành cho câu lạc bộ Chiết Giang. Một tình huống mà hai cầu thủ Milan Wan cùng với đồng đội đã có một pha nhường bóng cho nhau. Tình huống đập bóng rất mạnh và chuỗi lên điểm của Chiết Giang đã bị chặn lại. Đó là pha ghi điểm của Ngọc Hoa. Rất chính xác. Tỷ số điểm lúc này đang là 4-10, khoảng cách là 6 điểm. Ngọc Hoa sẽ là người thực hiện quả phát bóng cho Bangkok Glass. Chúng ta xác định điểm số dành cho đại diện tới từ Thái Lan 5-10. Chúng ta cùng trở lại phóng này. Bóng ở ngoài sân và rõ ràng là vẫn chưa chạm các tay chắn bên phía Bangkok Glass. Come on, come on, come on.
những pha hợp khá hay của cả hai đội. Tăng đàng rất giằng co, chắn bóng không thành công. Điểm số thứ 6 dành cho Bangkok Glass. Rồi là một tình huống khá giằng co giữa Bangkok Glass và Chiết Giang. Trọng tài xác định bóng ở trong sân. Điểm số dành cho Chiết Giang Trung Quốc 10-16. Khoảng cách giữa hai đội bóng này đang là 5 điểm. Cầu thủ Chiết Giang Trung Quốc đã lấy lại được sự tự tin của mình ở trong set đấu thứ hai này. Không được. Tình huống bỏ nhỏ bị bắt bài của cầu thủ Bangkok Glass. Và thực hiện bỏ nhỏ vừa rồi là của số 14 Rashmi. Như vậy là sau khi mà Chiết Giang có được điểm số thứ 12 ở trong set đấu thứ hai, thì huấn luyện viên Kỳ Thị Sắc của Bangkok Glass đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Khoảng cách giữa hai đội bóng lúc này đang là 6 điểm. Những diễn biến ở trong set đấu thứ hai đang diễn ra không có lợi đối với Bangkok Glass, khi mà Chiết Giang Trung Quốc đã lấy lại được sự tập trung của mình. Ở trong những tình huống mà Chiết Giang Trung Quốc phối hợp ghi điểm thì có thể thấy là Bangkok Glass đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc phòng ngự. Trận đấu thứ hai sẽ trở lại với tình huống phát bóng dành cho Chiết Giang. Pha phối hợp đập trầm rất tốt. Điểm số thứ 7 đã được dành cho Bangkok Glass. Một tình huống hợp rất hay của đại diện đội tuyển Thái Lan. Bóng ngoài sân. Tình huống bắt một không tốt của Chiết Giang. Điểm số thứ 8 dành cho Bangkok Glass ở trong set đấu thứ hai. Số điểm này đang là 82. Đã có hai điểm liên tiếp được dành cho đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên ở trong pha phát bóng vừa rồi thì có lẽ là Rashmi đã thực hiện tình huống phát bóng không thành công. 13-8 cho Chiết Giang. Rất mạnh. Đó là một tình huống đập bóng ở sau vạch 3m. Một tình huống sửa sai ngay lập tức sau đó của Rashmi. Và bóng không thể cản phá của cầu thủ mang áo số 4. 9-13 cho Bangkok Glass. Thêm một tình huống tấn công tốt nữa của cầu thủ Bangkok Glass. Điểm số thứ 10 dành cho đại diện đội tuyển Thái Lan. Hàng chắn của Chiết Giang ở trong pha bóng vừa rồi đã không thể theo kịp tình huống phối hợp của Bangkok Glass. Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ Chiết Giang. Bangkok Glass đã hoàn toàn bị đánh lừa ở trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi của đại diện tới từ Trung Quốc. Phát bóng ra ngoài. 11-14. Ở trong trận đấu thứ hai này thì những tình huống phát bóng hỏng của Chiết Giang Trung Quốc đang là ít hơn so với trận đấu thứ nhất. Trong trận đầu tiên thì đã có rất nhiều những tình huống phát bóng hỏng đại diện tới từ Trung Quốc. Vừa rồi là một tình huống ghi điểm của cầu thủ Bangkok Glass. Và dứt điểm này ở vị trí số 1 của số 4 Quang Nga đã không thành công, khi mà hàng chắn của Bangkok Glass đã theo rất sát. Khoảng cách giữa hai đội bóng này chỉ còn là 2 điểm.
điểm số thứ 15 dành cho Chiết Giang. Tình huống ghi điểm là của Chi Hinh. Xét đấu thứ hai đang diễn ra rằng có hơn rất nhiều so với xét đấu thứ nhất. Đã có điểm dành cho Chiết Giang 16-12. Trước đó thì Bangkok Glass đã có một loạt những tình huống phòng ngự tương đối vất vả. Và như vậy là hai đội bóng bước vào lần hội kỹ thuật thứ hai ở trong trận đấu thứ hai này. Khoảng cách giữa hai đội bóng này đang là 4 điểm. Bangkok Glass đã có những sự thay đổi trong lối chơi cũng như là cách tấn công của mình sau quãng thời gian xin dừng hội ý. Tuy nhiên lợi thế về mặt điểm số vẫn đang nghiêng về phía đội bóng của huấn luyện viên Ma Phong. Chưa rằng cho thấy những tình huống hợp tấn công cũng khá đa dạng. Sau đó thứ hai sẽ trở lại với tình huống phát bóng dành cho cầu thủ Chiết Giang. Rất mạnh của Ngọc Hoa. Một tình huống hợp tốt của các thủ Bangkok Glass. Tỷ số điểm là 13-16. Điểm số dành cho câu lạc bộ Chiết Giang 17-13. Pha đi điểm vừa rồi có lẽ là của Li Jing. Những tình huống tấn công của Chiết Giang ở trong trận đấu thứ hai này là chính xác hơn rất nhiều. Pha phòng ngự tốt, rất mạnh. Vẫn còn trong cuộc. Bỏ nhỏ hết sức khôn ngoan của Villawan. Một tình huống mà Villawan đã đọc được pha theo chắn của các người Chiết Giang. Và thay vì một tình huống đập bóng, số 20 của Bangkok Glass đã thực hiện một tình huống bỏ nhỏ khôn ngoan để mang về điểm số thứ 14 cho đội bóng này. Cơ hội dành cho Bangkok Glass. Không được. Rất cố gắng để phòng ngự. Tuy nhiên đã có điểm dành cho Chiết Giang. Điểm số thứ 18 ở trong trận đấu thứ hai dành cho đại diện tới từ Trung Quốc. Tình huống đập bóng treo sân rất mạnh ở vị trí số 4. Những điểm vừa rồi có lẽ là của Li Jing. Bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Và đá bóng thành công là của Maliwan. 19-14 dành cho Chiết Giang. Xác định bóng đá không đi qua lưới. Và điểm số được dành cho Chiết Giang 20-14. Bangkok Glass đã xin dừng trận đấu để hội ý ở trong trận đấu thứ hai này. Lần hội ý thứ hai của thầy trò huấn luyện viên Kittisak. Khoảng cách giữa hai đội bóng đang là 6 điểm. Cơ hội dành cho Bangkok Glass
chưa phải là đã hết ở trong trận đấu này. Tuy nhiên để có thể đuổi kịp đối thủ, đại diện tới từ Thái Lan sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Bên phía Bangkok Glass vừa có sự thay đổi người. Cầu thủ được đưa vào sân đó là số 10 Zutrat. Được bóng đầu tiên của Zutrat. Ngọc Hoa đã mang lại điểm số thứ 15 dành cho Bangkok Glass. Hai cái điểm ở vị trí số 1. Muốn tấn công trực diện. Bóng vẫn còn trong cuộc. Trọng tài xác định đã có điểm dành cho Chiết Giang. Một pha bỏ nhỏ hết sức thông minh. Tình huống bỏ nhỏ vừa rồi là của Wang Heung-min. Hàng sau của Bangkok Glass ở trong phóng vừa rồi đã không thể kịp thời có một pha bọc lót tốt cho các đồng đội. 21-15 dành cho Chiết Giang. Chiến thắng đang ở khá gần với đại diện tới từ Trung Quốc. Tiếp tục là điểm số dành cho đại diện của Trung Quốc, 22-15. Đó vẫn là tình huống ghi điểm của Wang Heung-min ở vị trí số 4. Trước đó thì Bangkok Glass đã liên tục có những tình huống hợp đánh nhanh, tuy nhiên đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Chiết Giang. Phòng ngự không tốt của số 4 bên phía Chiết Giang. Đội trưởng Quang Hà đã mắc sai lầm trong tình huống phòng ngự vừa rồi. 16-22 cho Bangkok Glass. Rất hay. Rất cố gắng để cứu bóng. Tuy nhiên đã có điểm dành cho Chiết Giang, 23-16. Và đội bóng của số 11 Pirian đã hoàn toàn đánh bại các cầu thủ Bangkok Glass. Chiết Giang chỉ còn cách điểm chiến thắng ở trong trận đấu này có 2 điểm mà thôi, 23-16. Điểm số dành cho Bangkok Glass 17-23. Chúng ta hãy cùng trở lại phóng này. Đó là một tình huống mà số 11 Postpun đã có một pha đánh lừa hàng chắn của Chiết Giang. Rất mạnh. Đó là pha ghi điểm ở sau vạch 3m của Yu Ying. Không thể cản phá ở trong tình huống vừa rồi. Cơ hội giành chiến thắng ở trong trận đấu thứ hai cho đại diện tới từ Trung Quốc Chiết Giang, 24-17. Và bỏ nhỏ rất tốt và đã có chiến thắng ở trong trận đấu bán kết 1 dành cho Chiết Giang, chiến thắng ở trong trận đấu thứ hai. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống ghi điểm hết sức tuyệt vời của số 8 Lee Jin. Một tình huống bỏ nhỏ khiến cho hàng sau của Bangkok Glass đã hoàn toàn mất phương hướng.
17 là Chiết Giang Trung Quốc đã giành chiến thắng ở trong set đấu thứ hai với điểm số 25-17. Sau khi để thất bại ở trong set đấu thứ nhất thì bước sang set đấu thứ hai này, Chiết Giang đội bóng là một điều dành cho tự hào và tình yêu dành cho bóng chuyền của người dân Hà Nam. Đây mới là lần đầu tiên Hà Nam được đăng cai một giải đấu mang tầm quốc tế như giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á. Và đây cũng là lần đầu tiên mà nhà thi đấu đa năng lớn nhất khu vực Đông Nam Á được đưa vào sử dụng. Chúng ta sẽ đến với set đấu thứ ba của trận bán kết 1 giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Trận đấu giữa Bangkok Blast của Thái Lan và Chiết Giang tới từ Trung Quốc. Điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ ba được dành cho đại diện của Trung Quốc. Đó là tình huống mà hàng trắng của Bangkok Glass đã thực hiện không tốt pha chắn bóng của mình. Thêm một điểm nữa dành cho cao thủ Chiết Giang. Thì số điểm lúc này đang là 2-0. Bây giờ thì Bangkok Glass bắt đầu thấy được khó khăn khi phải đối đầu với một trong số ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu này. Điểm số thứ 3 dành cho Chiết Giang. Những pha ghi điểm có thể nói là khá dễ dàng của cao thủ Chiết Giang. Một tình huống xử lý bóng có thể nói là rất khó chịu của Li Jun. Rất hay. Pha ghi điểm ở ngay bước 2 vừa rồi là của Phong Phi Luân. Chúng ta hãy cùng xem lại phóng này. Và xử lý rất thông minh. Điểm số đầu tiên dành cho Bangkok Glass ở trong set đấu thứ 3. Tuy nhiên vừa rồi thì Bangkok Glass đã để mất điểm sau một tình huống thực hiện tấn công không tốt. Đó là tình huống đập bóng của Milavan. Pha bỏ nhỏ vừa rồi là của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa đã mang về điểm số thứ hai cho Bangkok Glass ở trong set thứ ba này. Và xử lý khá khôn ngoan của Ngọc Hoa. Đánh lừa hàng chắn bên phía câu lạc bộ Chiết Giang. Rất mạnh. Tình huống ghi điểm là của Li Jun. Li Jun vẫn đang là người mang lại khá nhiều những điểm số cho câu lạc bộ Chiết Giang ở trong trận đấu hôm nay. Sau hiệp đấu đầu tiên bị các tay chắn bên phía câu lạc bộ Bangkok Glass bắt bài ở trong set đấu thứ hai và set đấu thứ ba này, Li Jun đã cho thấy được vai trò của mình. Khá tốt, bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ hội dành cho Bangkok Glass. Và bỏ nhỏ thông minh. Và đó lại là tình huống xử lý của Ngọc Hoa. Chúng ta hãy cùng trở lại bóng này. Rất chính xác và hiệu quả. Tôi thấy là ngày hôm nay thì Ngọc Hoa cũng sẽ nhận được sự cổ vũ của khá nhiều các người hâm mộ tới theo dõi và cổ vũ các trận đấu tại giải đấu năm nay. Những cổ động viên Việt Nam không chỉ dành sự cổ động cho thông tin Live Sport Bank mà còn dành sự cổ động cho Ngọc Hoa và tất cả các đội bóng tham dự giải. Vừa có điểm số thứ tư dành cho Bangkok Glass thì số điểm ở trong set đấu thứ hai lúc này đang là 4-5
phát bóng dành cho đại diện tới từ Thái Lan. Quá dễ dàng để có điểm số thứ 5. Xác của Chiết Giang. Đó là tình huống ghi điểm vị trí số 1. Thêm một tình huống bỏ nhỏ tốt của cao thủ Bangkok Brass. Ở trong trận đấu thứ 3 này thì Bangkok Brass đang thực hiện nhiều những tình huống bỏ nhỏ chiến thuật chứ không thực hiện những tình huống đập bóng. Rõ ràng là huấn luyện viên Kitisak đã nhận thấy được những tình huống đập bóng của Bangkok là không thể vượt qua được hàng chắn của Chiết Giang và đã có những sự thay đổi trong cách chơi. Vừa rồi thì cầu thủ Chiết Giang đã có được điểm số ở trong trận đấu thứ 3, điểm số thứ 6. Thưa các bạn, đó là điểm số thứ 7 dành cho Chiết Giang. Trọng tài xác định là đã có lỗi của cao thủ Bangkok Brass. 8-6 cho Chiết Giang. Hai đội bước vào thời gian hội kỹ thuật lần thứ nhất ở trong set 3. Tôi thấy là trong trận đấu thứ 3 này thì Bangkok Brass đã có những sự thay đổi trong cách chơi bóng của mình. Họ đang phần nào hạn chế được những tình huống tấn công và ghi điểm của cao thủ Chiết Giang. Bên cạnh đó thì Bangkok Brass cũng đã có được những điểm số khá quan trọng. Nhìn về mặt thế trận thì cao trò của huấn luyện viên Ma Phang vẫn đang cho thấy được ưu thế so với Bangkok Brass. Trở lại sân để tiếp tục xét đấu thứ 3, trận đấu bán kết 1 của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Chắn bóng không thành công. Điểm số được dành cho Bangkok Brass. Chúng ta hãy cùng xem bóng này. Như vậy là đã có sai lầm từ trọng tài. Đó không phải là một tình huống mà bóng chạm tay chắn của Chiết Giang. Và chính xác thì bóng đã chạm lưới và đi ra ngoài. Dù sao thì kết quả đã được công nhận cho Bangkok Brass. Tuy nhiên ngay lập tức sau đó thì Chiết Giang đã đòi lại được điểm số. Thì số điểm lúc này đã là 9-7. Nhìn về đại diện tới từ Trung Quốc. Pha đập bánh khá mạnh của Li Jin. Tình huống bỏ nhỏ thông minh nữa của cao thủ Bangkok Brass. Đó có lẽ là pha ghi điểm của Willavan. Cầu thủ quốc gia Thái Lan đã có những tình huống xử lý bóng rất tốt. Trận đấu thứ 3 đang diễn ra với những pha xử lý kỹ thuật và tinh tế của cầu thủ Bangkok Brass. Đột trên lưới của cầu thủ Bangkok Brass. Và vừa rồi thì đội trưởng của đại diện tới từ Thái Lan Brismith đã mang về điểm số cho đội bóng này. Tỷ số điểm ở trong trận đấu thứ 3 đang là 9-9. Yeah.
kéo chắn rất tốt của Willavan. Trọng tài xác định bóng trong sân. Bóng không rời cản phá ở vị trí số 4 của Willavan. 19. Lần đầu tiên Bangkok Glass vừa lên dẫn trước đối thủ ở trong set đấu thứ 3. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp của cao thủ Bangkok Glass. Đó là pha bỏ nhỏ rất hay của Willavan. Như vậy là điểm số đã cân bằng 10 đều. Và cái điểm lại là của Li Jing. Không được. Hàng sau của Bangkok Glass đã không thể theo kịp tình huống xử lý bóng vừa rồi của Li Jing. Và xử lý rất khôn ngoan. Đó không phải là một tình huống đập bóng mà là một pha xử lý khá mềm mại của số 8 bên phía trước rằng. Không được. Cố gắng dứt điểm vừa rồi của Willavan đã không thể vượt qua hàng chắn của Chiết Giang. Số điểm mới trong set đấu thứ 3 lúc này đang là 12-10 nhưng về phía đại diện của Trung Quốc. Alo. Không được. Đã có điểm dành cho cao thủ Bangkok Glass. Willavan là người đã ghi điểm ở trong tiếng rồi. Trước đó là một loạt những tình huống có thể nói là xử lý tương đối lung túng của cả câu lạc bộ Bangkok Glass và Chiết Giang. Bóng chạm cao thủ Chiết Giang đi ra ngoài sân. Điểm số này là 12 đều. Set đấu thứ 3 đang diễn ra khá cân bằng. Những sự thay đổi trong lối chơi đang giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Kim Tae-suk có được sự cân bằng với đối thủ. Tuy nhiên vừa rồi thì cao thủ Chiết Giang đã có được điểm số thứ 13. Phát bóng dành cho đại diện tới từ Trung Quốc. Tình huống phát bóng không tốt của cao thủ Chiết Giang. Và điểm số ở trong set đấu thứ 3 một lần nữa được cân bằng. 13 đều. Khá giằng co. Rất mạnh. Và chúng ta xác định bóng ở trong sân. Vẫn là tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Li Jing. Sẽ có quả phát bóng dành cho cao thủ Chiết Giang. Chân bóng không thành công. 15-13 cho Chiết Giang. Hãy cùng xem lại tình huống ghi điểm của cầu thủ Chiết Giang. Cầu thủ đã ghi điểm trong tình huống rồi là Wang Yumin. Rất tốt. Ba ghi điểm ở vị trí số 4 vừa rồi có lẽ là của cầu thủ mang áo số 10 Yuk Tarak. 14-15. Thay chỗ,
chính xác của Ngọc Hòa, 15 đều. Xét đấu thứ ba của trận đấu bán kết 1 giữa hai đội bóng Chiết Giang và Bangkok Glass đang diễn ra rất căng thẳng và giằng co. Liên tục là những tình huống rượt đuổi điểm số của hai đội bóng. Hai đội giành giật nhau từng điểm một. Tình huống chắn bóng không thành công. Và một lần nữa ở trong set đấu này thì các cầu thủ Bangkok Glass đã vừa lên dẫn trước đối thủ. Rutarat vừa rồi đã thực hiện cú đội bóng chéo sân và tay chắn bên phía Chiết Giang đã có một pha chắn bóng không tốt. Hai đội bước vào thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ hai ở trong set 3. Và những phản ứng của huấn luyện viên Ma Phang bên phía Chiết Giang đang là rất không hài lòng với các học trò của mình. Họ đã tạo được lợi thế không nhỏ với chiến thắng ở trong set 2 và việc lấy lại được tâm lý thi đấu cũng như là cho thấy được sự vượt trội hơn so với Bangkok Glass. Tuy nhiên trong set đấu thứ 3 này, khi mà mọi thứ có vẻ như đang nghiêng về phía Chiết Giang thì cao trò của huấn luyện viên Ma Phang tỏ ra thiếu tập trung. Trong khi đó thì Bangkok Glass vẫn thi đấu với quyết tâm và sự khôn ngoan của mình. Huấn luyện viên Kim Tư Sắc đã có những sự thay đổi về mặt chiến thuật để giúp cho đội bóng cường có được sự bám đuổi tốt hơn với đối thủ. Tổng liên tiếp của cầu thủ Chiết Giang. Vừa rồi thì số 15 Wang Hyun-min đã mang lại điểm số cho cầu thủ Chiết Giang. Số điểm lúc này đang là 16 đều. Điểm rất tốt. 17-16. Đó lại là tình huống hiểm của Zutarat. Phát bóng của Ngọc Hoa. Chắn bóng tốt. Lại là tình huống hiểm của Zutarat. Không phải. Như vậy là trọng tài xác định điểm số được dành cho các cầu thủ Chiết Giang. Chúng ta hãy xem lại phòng này. Có vẻ như trọng tài xác định bóng vẫn còn ở trong sân. Đúng là như vậy. Trái bóng vẫn còn lăn ở trên vạch giới hạn. Và như vậy là trọng tài đã có một tình huống xác định chính xác. Tỷ số là 17 đều. Bóng không chính xác. Điểm số được dành cho các thủ Chiết Giang ở trong bóng vừa rồi. Không phải. Như vậy là điểm số được dành cho Bangkok Glass. Chúng ta xác định bóng đập tay chắn đi ra ngoài. 19-17 dành cho Bangkok Glass. 2 điểm liên tiếp dành cho cao thủ Bangkok Glass. Lỗi thuộc về cao thủ Bangkok Glass. Đó là lỗi dính bóng. Mười tám mười chín. Set đấu thứ ba đang diễn ra rất đáng chú ý. Không thể cản phá ở trong bóng vừa rồi. Còn thấy quyết tâm của Bangkok Glass ở trong tình huống hợp tấn công mà đại diện đội Thái Lan thực hiện. Đó là pha ghi điểm của Maliwan. 20-18. Không thành công của cầu thủ Chiết Giang. 21-18 cho Bangkok Glass.
và sau tình huống hợp không tốt vừa rồi thì huấn luyện viên Ma Phàng của Chiết Giang đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ nhất trong trận đấu thứ ba. Chắc chắn vẫn là một sự không hài lòng tới từ huấn luyện viên Ma Phàng. Các học trò của huấn luyện viên Ma Phàng đã để cho đối thủ lên tinh thần và ghi những điểm số liên tiếp. Cùng với đó thì Chiết Giang đã cho thấy những pha phối hợp không thành công, điển hình như tình huống phối hợp vừa rồi. Huấn luyện viên Kitisak đang tỏ ra khá bình tĩnh thì đưa ra những chỉ đạo để nói là rất chính xác cho các học trò. Chuỗi lên điểm của Bangkok Glass đã bị chặn lại. 19-21 cho Chiết Giang. Lại là pha ghi điểm của Lee Jun. Đúng ghi điểm ở vị trí số 4. Phòng ngự không tốt của thủ Chiết Giang. 22-19 cho Bangkok Glass. Cơ hội giành thắng ở trong trận đấu thứ ba đang ở khá gần với đại diện tới từ Thái Lan. Không được. Và phối hợp trên lưới của cầu thủ Chiết Giang đã không thành công. Rõ ràng là lúc này thì đội bóng huấn luyện viên Ma Phàng đang tỏ ra thiếu tập trung. Điểm số thứ 23 dành cho cầu thủ Bangkok Glass. Trọng tài xác định lỗi thuộc về đại diện tới từ Thái Lan. Điểm cho Chiết Giang. Và hợp không thể cản phá một tình huống ghi điểm ở vị trí số 3, và người mang về điểm số thứ 24 cho câu lạc bộ Bangkok Glass đó là Ngọc Hoa. Một điểm nữa thôi, Bangkok Glass sẽ có được chiến thắng ở trong trận đấu thứ ba này. Đây là cơ hội dành cho đại diện từ Thái Lan. Vẫn còn. Và bóng của Ngọc Hoa. Rất quyết liệt và giằng co. Ngọc Hoa là người đã mang về điểm số. Không phải. Chúng ta xác định vừa rồi thì lỗi thuộc về cầu thủ Bangkok Glass. Các cầu thủ Bangkok Glass đang có những phản ứng dành cho quyết định của vị trọng tài thứ nhất, ông Rang Yu. Tuy nhiên quyết định đã được đưa ra và điểm số dành cho các cầu thủ Chiết Giang. Bangkok Glass vẫn chưa thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Điểm số đang là 24-21 nghiêng về phía Bangkok Glass. Và huấn luyện viên Kitisak đã quyết định xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Rất đáng tiếc với cơ hội vừa rồi mà Bangkok Glass đã có được. Đáng lẽ ra Ngọc Hòa đã có thể kết thúc set đấu thứ 3 với chiến thắng dành cho đại diện tới từ Thái Lan. Đây là set đấu mà câu lạc bộ Chiết Giang lại tiếp tục phải vất vả bám đuổi đối thủ. Ở trong trận đấu trước đó thì họ đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong trận đấu thứ ba này thì cao trò của đội viên Ma Phàng lại cho thấy tình huống thi đấu thiếu tập trung. Cơ hội giành chiến thắng vẫn đang nằm trong tay của Bangkok Glass.
tỷ số điểm là 24-21. Quả phát bóng dành cho Chiết Giang. Phòng thủ tốt. 22-24. Hàng chắn của Bangkok Glass đã không thể cản phá được tình huống đập bóng vừa rồi của Quang In. Cơ hội vẫn còn. Pha đập bóng không thành công của Ngọc Hoa. Hết sức sôi động. 23-24. Điểm số cho Chiết Giang. Và đó vẫn là tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Wang Huimin. Cầu thủ viên sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m84, đã thực hiện pha đá bóng rất tốt. Trong trận đấu thứ ba này, đại diện tới từ Thái Lan đã vượt qua đối thủ Chiết Giang với tỷ số là 25-23. Rất vất vả và kịch tính, diễn biến rất đáng chú ý ở trong trận đấu thứ ba. Và sau 3 trận đấu thì lúc này Bangkok Glass đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 2-1. Một trận đấu mà các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Hà Nam đã được chứng kiến những pha bóng vô cùng đẹp mắt, sự cống hiến của cả hai đội bóng. Và Bangkok Glass là đội bóng đã cho thấy được sự hợp lý trong lối chơi của mình. Trong khi đó thì Chiết Giang, đại diện tới từ Trung Quốc, một lần nữa đã không cho thấy được sự tập trung và tinh thần thi đấu cao độ ở trong trận đấu quan trọng như thế này. Trận đấu Bangkok Glass tới từ Thái Lan và Chiết Giang tới từ Trung Quốc, xét đấu thứ tư. Sau 3 trận đấu thì tỷ số của trận đấu này đang là 2-1 nghiêng về phía Bangkok Glass. Muốn đập bóng từ sau vạch 3m. Và điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ 4 đã thuộc về cao thủ Bangkok Glass. Pha ghi điểm vừa rồi có lẽ là của số 10, huấn luyện viên Zucat. Tình huống theo chắn của Ngọc Hòa và số 11 Popun. Một tình huống theo rất sát và đập bóng của Lý Trình. Cầu thủ đã liên tục ghi điểm cho Chiết Giang trong trận đấu trước đó. Và đập bóng hỏng của Lý Trình. 3-0 dành cho Bangkok Glass. Những áp lực tâm lý không hề nhỏ dành cho đại diện tới từ Trung Quốc Chiết Giang. Đã có những sự lúng túng nhất định. Chúng ta xác định bóng trong sân. 4-0 dành cho Bangkok Glass. Tinh thần của cao thủ Bangkok Glass đang được đẩy lên rất cao sau chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 vừa qua. Có vẻ như huấn luyện viên Ma Phang bên phía Chiết Giang đã phải sớm xin hội ý. Đây là set đấu có tính chất quyết định với câu lạc bộ Chiết Giang, bởi nếu họ không thể giành chiến thắng ở trong trận đấu hôm nay, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải dừng chân lại ở vòng đấu bán kết. Một set thua nữa thôi sẽ khiến cho Chiết Giang phải tạm dừng cuộc chơi của mình và không thể đi đến trận đấu chung kết. Họ sẽ phải thi đấu trận đấu tranh hạng 3 của giải. Đó là điều mà rõ ràng là đội viên Ma Phang không hề mong muốn, khi mà Chiết Giang đã cho thấy được sức mạnh
khá rõ rệt sau vòng đấu bảng. Bóng trong sân, điểm số đầu tiên dành cho Chiết Giang ở trong set đấu thứ tư. Tỷ số lúc này đang là 1-4. Không thể cản phá. Tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Lê Dinh. Và đội bóng về cuối sân của Lê Dinh đã không cho hàng sau của Bangkok Glass một cơ hội cản phá nào. Tình huống phối hợp nhanh chân lưới của cầu thủ Bangkok Glass đã không thành công. Nam Hoa đã không thể mang về điểm cho đại diện đội tuyển Thái Lan. Tỷ số điểm lúc này đang là 2-4. Xin chào các bạn, điểm số lúc này đang là 3-4 nghiêng về phía đối thủ Bangkok Glass. Như vậy là chúng ta xác định điểm số vừa rồi được dành cho Chiết Giang 4-4. Thêm một điểm nữa dành cho cao thủ Chiết Giang, thì số điểm lúc này là 5-4. Đại diện tới từ Trung Quốc đã có 5 điểm liên tiếp để lúc này dẫn lại đối thủ. Đó là một pha bỏ nhỏ rất thông minh của Ngọc Hoa. Tỷ số điểm là 5-5. Một pha xử lý thường thấy ở Ngọc Hoa. Đã có điểm dành cho Chiết Giang 6-5. Đó là một pha thiếu giằng co giữa đồng tiền của hai đội bóng. Và đội bóng vừa rồi là của Ngọc Hoa. Không được. Thêm một tình huống ghi điểm nữa dành cho cao thủ Chiết Giang. Và vẫn là pha ghi điểm của Lê Dinh. Tình huống đập bóng về cuối sân của Lê Dinh khi mà vị trí số 5 của Bangkok Glass đã gần như bị bỏ trống. Tình huống phối hợp đánh nhanh của cầu thủ Chiết Giang và điểm số này là 8-5. Hai đội bước vào lần hội kỹ thuật lần thứ nhất trong set đấu thứ tư. Bangkok Glass đã dẫn trước đối thủ tới 4 điểm. Tuy nhiên sau đó đã để cho Chiết Giang liên tục ghi những điểm số và đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 8-5 trong set đấu thứ tư này. Một set đấu vô cùng quan trọng với cả hai đội bóng. Chiết Giang nếu như để thất bại trong set đấu này sẽ chính thức để thua trong trận đấu bán kết trước Bangkok Glass và nhường quyền đi tiếp cho đại diện tới từ Thái Lan. Bangkok Glass sẽ có cơ hội để thi đấu trận đấu chung kết trận đấu này nếu như vượt qua Chiết Giang trong set đấu này. Hai đội bóng sẽ trở lại với set đấu thứ tư với tình huống phát bóng dành cho Chiết Giang.
không qua lưới. Đó là tình huống xử lý hỏng của Zutarat. Đánh bóng ra ngoài. Thêm một điểm số nữa dành cho câu lạc bộ Chiết Giang. 10-5. Khoảng cách giữa hai đội bóng này đã là 5 điểm. Điểm số thứ 1 dành cho Chiết Giang. Hàng sau của Bangkok Glass lúc này đã tỏ ra khá mong manh. Huấn luyện viên Kittisak của Bangkok Glass đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Điểm số lúc này đã là 11-5. Khoảng cách là khá xa. Chiết Giang đang lấy lại được sự tự tin của mình ở trong set đấu thứ tư này. Đây là thời điểm mà các học trò của huấn luyện Ma Phàng cần phải thể hiện được bản lĩnh thi đấu. 11-5, phát bóng dành cho Chiết Giang. Đó là một tình huống phát bóng hỏng rất đáng tiếc. Trong những set đấu đã qua thì ít nhất là một lần trong mỗi trận đấu, cao thủ Chiết Giang có những tình huống phát bóng hỏng. Lại là pha ghi điểm của Lưu Sinh, vẫn là pha ghi điểm quen thuộc ở vị trí số 4. Hàng chắn của Bangkok Glass đã không thể theo với pha di chuyển và đập bóng của số 8 bên phía Chiết Giang. 12-6. Bóng rất mạnh. Lần này thì đã có điểm dành cho Bangkok Glass. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Zutarat. Cùng với đội trưởng Brazil thì Zutarat là hai cầu thủ có kinh nghiệm và nhiều tuổi nhất trong đội hình của Bangkok Glass. Chính xác, pha ghi điểm của đội trưởng Logis. Ở độ tuổi 32, Logis vẫn đang là một trong số những cụ công hay nhất của bóng chuyền Thái Lan. Không được. Chúng ta xác định điểm số được dành cho Chiết Giang. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Zutarat. Đúng là bóng ở bên ngoài sân. 13-18. Điểm số đang được nghiêng về phía cầu thủ Chiết Giang. Tuy nhiên vừa rồi thì đại diện tới từ Trung Quốc lại có một tình huống phát bóng không thành công. 9-13. Của cao thủ Chiết Giang. Điểm số là 14-9. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Wang Xianfen. Chính xác, đã có điểm thứ 10 dành cho cao thủ Bangkok Glass. Đại cùng sợi bóng này. Một pha ghi điểm ở vị trí số 3.
dính bóng của cao thủ Chiết Giang. Điểm số thứ 11 cho Bangkok Glass. Đánh nhanh rất hay của cao thủ Chiết Giang. Và vừa rồi thì số 2 Chiêm Phen đã mang lại điểm số cho đại diện đội tuyển Trung Quốc. Một pha phối hợp trên lưới. Xác định đã có lỗi của cầu thủ Chiết Giang. Điểm số dành cho Bangkok Glass 12-15. Khoảng cách giữa hai đội bóng chỉ là 3 điểm. Rất căng thẳng. Perosic sẽ là người thực hiện quả phạt bóng cho Bangkok Glass. Khá bất ngờ của Lee Jing. Tình huống xử lý bóng đó của Lee Jing đã khiến cho hàng phòng ngự của Bangkok Glass bị giật mình. Cả hàng sau và hàng trước của Bangkok Glass đều đã không thể phán đoán được tình huống dứt điểm vừa rồi của Lee Jing. Đã có điểm số thứ 16 dành cho Chiết Giang. Và hai đội bước vào thời gian hội kỹ thuật lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 4. Huấn luyện viên Kittisak vẫn đang cố gắng có những chiến thuật hợp lý dành cho các học trò để có thể giúp cho Bangkok Glass bám sát đối thủ và giành thắng ở trong set đấu thứ tư này. Nếu như có thể làm được điều đó thì Bangkok Glass sẽ không phải thi đấu set đấu thứ năm. Trong khi đó thì Chiết Giang vẫn đang có được lợi thế về mặt điểm số. Điều quan trọng với các trò của huấn luyện viên Mark Fang này là họ cần phải duy trì được tinh thần và sự tập trung. Trong đội hình của câu lạc bộ Chiết Giang thì cầu thủ hầu hết còn khá trẻ. Có hai cầu thủ sinh năm 1989. Những cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ sinh năm 1990 tới 1995. Có tới 4 cầu thủ sinh năm 1995 và 3 cầu thủ sinh năm 1992. Một pha đập bóng rất mạnh của cầu thủ Bangkok Glass và đại diện đội tuyển Thái Lan đã có được điểm số thứ 13 của mình. Độ tuổi trung bình của câu lạc bộ Chiết Giang tham dự giải hôm nay là 23. Trong khi đó thì độ tuổi trung bình của cầu thủ Bangkok Glass tham dự giải hôm nay là 26. Đang là những tình huống phòng ngự khá tốt của cầu thủ Bangkok Glass. Cơ hội. Lee Jing đã mang về điểm số thứ 17 cho câu lạc bộ Chiết Giang. Bangkok Glass vẫn chưa thể có được những phương án hóa giải tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Lee Jing. Số 8 của Chiết Giang vẫn đang là cầu thủ mang lại nhiều điểm số nhất cho đội bóng này. Thêm một điểm nữa dành cho Chiết Giang, quá dễ dàng. Và ghi điểm ở vị trí số 3. Trước đó là một tình huống bắt bước một không tốt của cầu thủ Bangkok Glass. Bangkok Glass đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý trong set đấu thứ tư. Cơ hội chưa phải là đã hết với đội bóng của huấn luyện viên Kittisak. Kể cả Bangkok Glass có để thua ở trong set đấu này thì họ vẫn có thể làm lại ở set đấu thứ năm. Trận đấu bán kết thứ nhất của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 đang diễn ra rất hấp dẫn. Những đội bóng góp mặt ở vòng đấu bán kết đều là những đội bóng
đã cho thấy được sức mạnh của mình sau vòng đấu bảng, và đều là những đội bóng xứng đáng được có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Rất mạnh. Đó là tình huống ghi điểm của số 10 Zutrat. 14-18. Rất cố gắng để cứu bóng. Không được. Nỗ lực phòng ngự vừa rồi của cầu thủ Bangkok Flash là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên pha đọc bóng của Linh Dinh là quá mạnh. Một lần nữa thì số 8 của Chiết Giang lại mang về điểm số cho đại diện tới từ Trung Quốc. 19-14. Không thành công. Tình huống xử lý bóng vừa rồi của Trung Quốc Popun đã không thể vượt qua được hàng trắng của Chiết Giang. Sự thay đổi người của câu lạc bộ Chiết Giang, cầu thủ mang áo số 6 đó là Jeju được đưa vào sân thay cho Yenan. Điểm số này đang là 20-14. Rất hay. Và ghi điểm ở vị trí số 3 vừa rồi là của Ngọc Hoa. 15-20. Bên phía câu lạc bộ Bangkok Flash cũng có sự thay đổi người. Số 17 là Wanda được tung vào sân để thay cho Maliwan. Đó là pha ghi điểm của cầu thủ mang áo số 6 mới được đưa vào sân bên phía câu lạc bộ Chiết Giang. Pha ghi điểm ở vị trí số 2 của Yuan Ju. 21-15. Cơ hội chiến thắng ở trong trận đấu này dành cho Chiết Giang đang là tương đối rõ rệt. Rất tốt. 16-21. Tình huống ghi điểm là của đội trưởng Brazil. Vẫn còn. Cần phải khen ngợi cố gắng vừa rồi của cầu thủ Chiết Giang. Đó là tình huống mà Bangkok Flash tưởng chừng như đã có điểm số. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ mang áo số 6 đó là Yuan Ju đã mang lại điểm số thứ 22 cho đại diện của Trung Quốc. Bóng rất mạnh từ sau vạch 3m. Đó là câu trả lời của cầu thủ Chiết Giang. Tình huống ghi điểm của cầu thủ Bangkok Flash 17-22. Đó là pha xử lý bóng của Zutrat. Của cầu thủ Chiết Giang không thành công. Sau đó thì cầu thủ Bangkok Flash đã có được điểm số thứ 18. Và ghi điểm là của đội trưởng Brazil. Tình huống ghi điểm ở vị trí số 2. Bangkok Flash vẫn cho thấy được quyết tâm của mình và họ chưa quyết định buông xuôi ngay ở trong trận đấu thứ 4. Khoảng cách giữa hai đội bóng này là 4 điểm. Và khoảng cách để cho Chiết Giang hướng tới chiến thắng ở set đấu này đang là 3 điểm. Đánh bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn của cầu thủ Bangkok Flash. Như vậy là điểm số được dành cho cầu thủ Chiết Giang. 23-18.
cố gắng của ông bóng tốc Plus. 24-18 dành cho Chiết Giang. Số 15 bên phía Chiết Giang đó là Wang Yunin, có vẻ như đã có dấu hiệu chấn thương, và vừa rồi thì huấn luyện viên Ma Phang đã phải rút cầu thủ này ra nghỉ để thay vào đó là số 1 Chi Yun. Chiết Giang đang ở rất gần với điểm giành chiến thắng ở trong set đấu này. 24-18. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm ở vị trí số 4 của cầu thủ Chiết Giang. Vẫn còn. Phòng ngự rất tốt. Bangkok Glass vẫn đang thi đấu đầy cố gắng. Trọng tài xác định đã có điểm dành cho cầu thủ Bangkok Glass. Lỗi thuộc về cầu thủ Chiết Giang. Mười chín hai mươi bốn, không còn nhiều cơ hội dành cho Bangkok Glass. Tuy nhiên đội bóng tới từ Thái Lan vẫn đang thi đấu rất quyết tâm. 25-19, set đấu thứ tư đã khép lại với chiến thắng dành cho cao thủ Chiết Giang. Đó lại là một tình huống ghi điểm của số 2 Chien Fan. Như vậy là sau 4 set đấu thì tỷ số của trận bán kết 1 giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 giữa hai chủ nhà Thái Lan tham dự giải đấu năm ngoái là câu lạc bộ Nakhon Ratchasima đã kết thúc với vị trí thứ 5 sau khi bị loại ở trận đấu tứ kết trước Đài Loan Trung Quốc. Trong khi đó thì Nissan Mitsu Spring là đội bóng đã giành chức vô địch ở giải năm ngoái, còn câu lạc bộ Tangshin Pua Hai Banh là đội bóng đã giành ngôi vị Á quân, và đó là đại diện của Trung Quốc tham dự giải đấu năm ngoái của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2014. Chúng ta đến với những diễn biến ở trong set đấu thứ 5, set đấu quyết định của trận đấu bán kết 1 giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Và điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ 5 được dành cho câu lạc bộ Chiết Giang của Trung Quốc. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà trọng tài cho rằng điểm số được dành cho câu lạc bộ Chiết Giang. Cầu thủ Bangkok Glass cho rằng ở trong vòng đó thì bóng đã chạm hàng chắn của câu lạc bộ Chiết Giang trước khi ra ngoài sân. Nên trọng tài xác định là bóng vẫn chưa chạm các tay chắn bên phía đại diện tới từ Trung Quốc. Hôm nay thì đã có điểm số dành cho Bangkok Glass. Đội trưởng Brazil là cầu thủ đã mang về điểm cho Bangkok Glass. Tỷ số điểm của set đấu thứ 5 lúc này đang là 1-1. Cầu thủ đã ghi điểm ở trong tình huống vừa rồi đó có lẽ là Pobun. Tình huống đập bóng rất mạnh ở vị trí số 2 của Pobun. Vừa rồi thì Yujin đã ra điểm số cho cầu thủ Chiết Giang. Hàng chắn của câu lạc bộ Bangkok Glass vẫn chưa thể hóa giải được những tình huống tấn công của Lee Jun. Vẫn còn. Lại là pha dứt điểm của Lee Jun. Đó là một tình huống phòng ngự rất tốt của Libero bên phía Bangkok Glass. Tỷ số điểm là 3-2 dành cho Chiết Giang Trung Quốc. Và bóng vừa rồi là của Villavan. Huấn luyện viên Kitisak vẫn đang chỉ đạo các trò
của mình một cách khá bình tĩnh và điềm đạm. Liên tục là những tình huống chắn bóng khá tốt của cầu thủ Chiết Giang. Lại là Lý Trình. Điểm số thứ tư dành cho cầu thủ Chiết Giang. Vừa rồi thì hàng chắn của cầu thủ Bangkok Glass đã rất cố gắng để theo sát Lý Trình, nhưng vẫn chưa thể cản phá được và được bóng của tay đập này. Không được. Vượt cành của cầu thủ Chiết Giang. Tình huống ghi điểm trên lưới. Đó là tình huống ghi điểm của số 12 Yang Yu. Tỷ số điểm của trận đấu thứ 5 lúc này đang là 5-2 nghiêng về phía câu lạc bộ Chiết Giang. Huấn luyện viên Kirisak đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Khoảng cách giữa hai đội bóng chỉ là 3 điểm. Tuy nhiên đó cũng là một khoảng cách không dễ để có thể san lấp. Một trận đấu rất quan trọng dành cho hai đội bóng. Và đây là thời điểm mà cầu thủ của hai đội cần phải duy trì sự tập trung của mình. Sẽ trở lại với tình huống phát bóng dành cho cầu thủ Chiết Giang Trung Quốc. Chúng ta xác định điểm số dành cho Bangkok Glass. 3-5. Và đội bóng là của Lý Trình. Bóng ra ngoài. 4-5 dành cho Bangkok Glass. Một tình huống đập bóng đầy cố gắng của Nguyễn Đăng Văn. Và phòng ngự tốt của thủ Bangkok Glass. Rất tuyệt vời. Bangkok Glass đang thi đấu với quyết tâm và tinh thần rất cao của mình. Đó đang khiến cho các cầu thủ trẻ bên phía câu lạc bộ Chiết Giang tỏ ra khá lúng túng. Lý Trình. Đây là pha ghi điểm của số 8. 6-5. Lý Trình một lần nữa đã cho thấy vai trò rất quan trọng trong đội hình của Chiết Giang Trung Quốc. Rất tuyệt vời. Đó là pha ghi điểm của Zutat. 6-6. Lý Trình 7-6. Vẫn là tình huống ghi điểm quen thuộc ở vị trí số 4 của Lý Trình. Số điểm là 7-7. Pha ghi điểm là của Zutrat. Trận đấu đang diễn ra rất giằng co ở trận đấu thứ 5 này. Pha phát bóng là của Ngọc Hoa. Một
lỗi bước một của các cầu thủ Chiết Giang. 8-7 và hai đội sẽ bước vào thời gian hội ý kỹ thuật ở trong set đấu thứ 5. Lợi thế lúc này đang được dành cho đại diện tới từ Thái Lan, Bangkok Glass. Cơ hội rất lớn để cho cầu thủ Bangkok Glass có thể góp mặt ở trong trận đấu chung kết. Tuy nhiên họ cần phải tiếp tục duy trì được sự tập trung của mình giống như những phút đã qua của set đấu thứ 5. Điểm số thứ 9 và đó là một tình huống chắn bóng tốt của cầu thủ Bangkok Glass. 9-7 và theo chắn tốt của số 10 Zutorat. Zutorat đã liên tục mang về những điểm số rất quan trọng cho Bangkok Glass trong phút đã qua. Của đội trưởng Brazil. Tình huống ghi điểm vừa rồi của đại diện tới từ Thái Lan thì đội bóng Chiết Giang đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là thời điểm rất quan trọng và vô cùng căng thẳng đối với đội bóng của huấn luyện viên Ma Phang. Các học trò trẻ của ông lúc này đang tỏ ra khá lúng túng. Số 15 của câu lạc bộ Chiết Giang đó là Wang Huimin đang gặp phải chấn thương. Tuy nhiên cầu thủ này vẫn rất cố gắng để thi đấu cùng với các đồng đội. Hai đội trở lại với set đấu thứ 5 và điểm số lúc này đang là 10-7 nghiêng về phía Bangkok Glass. Dành cho Bangkok Glass 11-7. Đó là một pha vợt đánh chồng của các cầu thủ Bangkok Glass rất tuyệt vời và chính xác. Lại là pha ghi điểm của số 10 Zutorat. Tinh thần của Bangkok Glass đang được đẩy lên rất cao. Khoảng cách giữa hai đội bóng là 4 điểm và đó cũng là khoảng cách để cho Bangkok Glass có được chiến thắng ở trong trận đấu thứ 5 này. Tiếng cổ vũ đang trở nên sôi động hơn trong nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam. Và xác định lỗi dừng bóng thuộc về cao thủ Chiết Giang. Điểm số 12-7 dành cho Bangkok Glass. Đúng là đã có lỗi dừng bóng. Cơ hội rất lớn dành cho Bangkok Glass. Chiết Giang đang gặp vấn đề về mặt tâm lý thi đấu. Bây giờ thì không có thời gian để cho các cầu thủ có thể sửa chữa những sai lầm mà họ cần phải thi đấu tập trung hơn ở trong thời điểm còn lại của trận đấu này. Đây là đấu thứ 5, trận đấu quyết định tới việc các đội bóng có được góp mặt ở trong trận đấu chung kết của hôm nay hay không. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm. Có điểm số thứ 13 dành cho Bangkok Glass. Rất tuyệt vời. 3 cái điểm ở vị trí số 4 của số 10 Zutorat. Trong trận đấu thứ 5 này thì Zutorat đang phát huy hiệu quả với những tình huống ghi điểm chính xác ở vị trí số 4. Tình huống dứt điểm dọc biên của Zutorat. Chơi lên điểm của các cầu thủ Bangkok Glass đã bị chặn lại. 8-13 dành cho Chiết Giang. Khoảng cách là 5 điểm. Rất mong manh giữa việc giành chiến thắng và để thất bại.
số thứ 9 dành cho cầu thủ Chiết Giang. Và ghi điểm có lẽ là của Wang Hae-win. Đã mang lại điểm số thứ 14 dành cho câu lạc bộ Bangkok Glass. Chiến thắng đã ở rất gần với đại diện của Thái Lan. Một điểm nữa thôi là họ sẽ có được chiến thắng chung cuộc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lối bước một và chiến thắng ở trong set đấu thứ 5 đã được về Bangkok Glass. Điểm số là 15-9. Bất ngờ đã xảy ra khi mà Bangkok Glass đã vượt qua câu lạc bộ Chiết Giang ở trong trận đấu bán kết thứ nhất của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2015. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống lỗi bước một của cầu thủ Chiết Giang. Cầu thủ đã mắc lỗi ở trong tình huống rồi là Vieju. Quả bóng quyết định của trận đấu. Bangkok Glass đã có một hiệp năm thi đấu vô cùng ấn tượng với một sự quyết tâm cao độ và chiến thắng dành cho đội bóng của huấn luyện viên Pisak là hoàn toàn chính đáng. Sau 5 trận đấu, Bangkok Glass vượt qua đối thủ với tỷ số là 3-2. Tỷ số của trận đấu là 25-14, 17-25, 25-23, 19-25 và 15-9.